chào mẹ. Mẹ. Hôm nay sinh nhật mẹ, anh Lâm cứ giục con về sớm để sang thăm với mẹ đấy. Anh ấy còn tự tay mua quà cho mẹ nữa đây này. Nhật mẹ nhá. À, đây ạ. Mẹ xem có thích không? Con đàn ông con trai nên không biết chọn gì. Này, mẹ xem đi. Chả biết có mua thật hay không, hay lại đi cướp ở đâu mang về đây cho tôi. Kìa mẹ, dù sao đây cũng là tấm lòng của anh Lâm mà. Những cái đứa mà xăm trổ ấy mà, toàn là đầu trộm đuôi cướp thôi. Biết đâu đồ lại đi cướp về thì sao? Làm gì có chuyện đấy hả mẹ? Đây là quà anh Lâm tự tay chọn cho mẹ đấy. Rồi, đàn ông trên đời này chết hết rồi à? Thế sao mà mẹ phải đi rước cái của nợ này về đây? Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Mồ côi cha mẹ, ăn học thì không đâu vào đâu cả. Lại còn làm cái gì? Xã hội đen à? Mẹ, đòi nợ thuê à? Hay là bảo kê? Không như mẹ nghĩ đâu. Tao nói thế không đúng à? Mà sao tao đẻ ra cái đứa con gái ngu như mày không biết nữa cơ chứ? Cái tướng thô lỗ vũ phu ấy á, rồi có ngày nó đánh cho mày chết thôi. Thôi, con có việc, con xin phép. Đấy, mẹ cứ phải nói anh ấy như thế làm gì nhở? Anh Lâm, con mới chẳng cái. Nó chống mắt lên, sao mày tin nó được đến bao giờ? Rồi đến lúc nó đánh cho thì đừng mà về mà khóc tan vạ mẹ nhá. Bực hết cả mình. Anh ấy lúc nào anh? Anh đã bảo với em rồi, ốm thì ở nhà đi, cứ bướng. Công ty gần bao nhiêu là việc đấy? Hay là anh về làm cùng em đi? Thôi, anh dân xã hội, bộ bã nó quen rồi. Bây giờ ngồi một chỗ làm sao anh chịu được? Mà với lại, đời nào mẹ em lại chịu cho anh làm đây? Khéo bà lại làm ầm lên đấy. Mẹ không hiểu chuyện nên mới nói như thế thôi. Anh đừng có nghĩ linh tinh gì đấy nhá. Thì anh có nghĩ gì đâu, người nhà cả mà. Thôi, em ăn cháo đi, rồi còn uống thuốc. Mà cháo anh tự nấu đấy. Tự nấu. Thơm phết nhở. Có ngon không vợ? Nhớ ăn hết đấy. Em ra ngoài điện thoại nhá. Chảy sao chị Ngọc đi lấy cái thằng chồng trong khổ báo băm trợn sợ chết đi được. Đúng là hồng nhan bạc phận, mà có khi cái lão này còn đang âm mưu chiếm đoạt cái công ty này cũng nên ấy. Lão ý mà lên làm giám đốc thì tao sợ tiết kiệm mất thôi. Rồi lại trả nữa. Hồng giám đốc ơi, không đi làm việc đi, còn ngồi đi bàn tán gì nữa. Ồ, anh này. Sao? Ê, mấy kiếp phang luôn chứ còn gì nữa. Ba cái việc còn con đấy là mẹ phải gọi cho anh à? Cứ thế làm đi nhá. Nhục ơi là nhục. Mẹ à, làm sao đấy ạ? Bao nhiêu thằng tử tế không lấy, đi lấy cái thằng giang hồ, để thiên hạ người ta cười cho vào mặt ý. Thế rốt cuộc là có chuyện gì mà mẹ vừa mới đi vào mẹ đã làm ầm ĩ hết lên cả thế?
Ôi giời ơi, nó đang dở thói côn đồ ngoài kia kìa. Thiên hạ người ta đang xì xào bàn tán, loạn lên cả lấy. Mấy cái lời thiên hạ mẹ quan tâm làm gì? Quan trọng là cái tính cách con người bên trong. Cứ nhìn bề ngoài và phán xét linh ta linh tinh. Mà mày kiểm tra trong phòng xem có mất mát cái gì không? Làm sao ạ? Thiên hạ người ta đang ngộ đồn ầm lên là thằng chồng mày ấy, nó sắp cướp công ty nhà mình rồi đấy con ạ. Ui giời ơi, lại mấy con mụ bàn tán linh ta linh tinh. Để tí nữa con xử sau, bây giờ con mệt lắm. Không biết bao giờ mày mới mở mắt ra được nữa cơ chứ. Chả hiểu mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì đây. Con chào mẹ. Mày đến xin tiền à? Xin tiền thì về nhà nhá, đừng có đến đây làm xấu mặt tao. Nhung. Mẹ. Có chuyện gì hả mẹ? Mẹ ngồi xuống đây. Mẹ đừng có hiểu sai lòng tốt của người khác. Hôm nay con ốm, anh ấy nấu cháo anh ấy mang đến đây cho con đấy. Con dọn hết cả phòng con ấy kìa. Tao không cần biết. Nhưng mà ấy, có cái loại con rể như thế này ấy, đi đến đâu cũng chỉ bị người ta cười cho vào mặt ấy. Con biết là có chuyện gì đang xảy ra. Thôi, mẹ bổ công nước, vừa bình tĩnh nhỉ. Nước à? Nước ta không cần uống. Nhưng mà tao chỉ cần mày cút khỏi đây cho mất mặt tao. Mày đừng hòng mà cướp được công ty nhà tao. Có làm gì đâu mà mẹ đối xử với anh như thế. Từ ngày mày lấy nó về đây đến giờ, ta đã không ưa một tí nào rồi. Không có một tí môn đăng hộ đối nào cả. Tôi còn là đầu trộm nuôi cướp nữa chứ. Mày mà không mang bầu thì nó ấy, không bao giờ có cái cửa bước chân vào nhà này đâu nhá. Mà này, mẹ bảo mày ly hôn nó đi vẫn còn kịp đấy con ạ. Vì nó đang có âm mưu cướp cái công ty nhà mình đấy. Con không tin là anh Lâm như thế đâu. Con nữa. Ôi giời ơi, cả công ty này người ta biết hết âm mưu của nó rồi. Chỉ có mày là không biết thôi. Mày có ly hôn nó không? Mẹ thôi vô lý đi. Chả việc gì có phải bỏ chồng con vì mấy cái lời bàn tán linh tinh đấy cả. Con biết trả cái. Tao mang nặng đẻ đau mày 9 tháng 10 ngày. Bây giờ tao nói mày, mày không nghe lời tao hả? Từ nhỏ đến giờ, lúc nào con cũng phải sống theo sự sắp đặt của mẹ. Bây giờ con chỉ muốn sống cuộc sống của mình thôi. Được. Thế thì mày và thằng chồng mày cút ngay khỏi đây cho tao. Từ bây giờ mày không còn là con gái của tao nữa. Và cũng không làm giám đốc công ty Việt Sắt này nữa. Mày đã đuổi ý thì con đi. Được. Em thì đi anh. Được, đi luôn đi. Đừng có bao giờ về đây mà van xin tao nữa. Đứng ơi! À! Vay tiền ông định trốn à? Bà đi nói đi tôi, đâu? Tôi làm sao? Bây giờ có trả tiền không? Sao? Bây giờ bà vay tiền quá hạn một tháng rồi có trả không? Tôi xin các anh cắt thêm một tuần nữa. Cái gì một tuần à? Quá hạn một tháng rồi bây giờ lại còn xin thêm một tuần à? Nhưng mà sao lãi suất lại cao thế? Cái gì? Lãi cao á? Vay tiền tiêu hết rồi xong bây giờ dở trò lãi cao à? Thế có trả không hay là thích mất hai quả thận đây? Bỏ ra làm sao được? Có ai không cứu tôi với? Có ai không? Đây. Đại ca. Mới làm xong rồi đấy. Con mụ già này nợ tiền bọn em một tháng rồi chưa trả lãi. Đại ca để cho em xử. Bao nhiêu? 800 triệu. Đây là. Ở đây có đủ 800 triệu. Lát vào cái mật khẩu cho một rút. Còn bây giờ cần có bút cho cái mặt tao. Nhớ nha, lần sau đừng bao giờ bắt nạt phụ nữ và trẻ nhỏ. Mẹ con sao không? Trời, mẹ, sao lại ra nông nỗi này hả mẹ? Từ khi các con đi công ty làm ăn thất bát, đến lừa hết khiến công ty bị phá sản, mẹ phải vay tiền bọn xã hội đen để trả nợ.
May mà có con đến kịp, không thì thân già này không giữ nổi. Thôi, không sao rồi mẹ, mọi thứ đều ổn cả rồi. Lúc trước mẹ đã quá hồ đồ, mẹ đối xử với các con không tốt. Bây giờ các con tha lỗi cho mẹ nhé. Mẹ ạ, giờ mẹ cũng không còn nhà để ở. Thôi mẹ về ở với vợ chồng con cho vui mẹ nhé. Thôi mẹ chẳng còn mặt mũi nào nữa đâu. Cả đời này mẹ chỉ mong các con tha thứ cho mẹ thôi. Mẹ, dù trước đây mẹ con như thế nào đi nữa thì mẹ vẫn luôn là mẹ của chúng con mà. Mình về nhà đi. Ra đi mẹ.